Mến chào quý vị và các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc la bàn quân sự, hay còn gọi là la bàn pháo binh, hay người ta còn có tên gọi khác là la bàn thủy quân lục chiến, thì chính là chiếc la bàn này. Và sở dĩ mình muốn giới thiệu cách sử dụng cái la bàn này cho quý vị, bởi vì la bàn thì có rất nhiều các cái tiện ích trong cuộc sống. Mình ví dụ như người đi biển thì đây là một cái vật không thể thiếu của người đi biển, bởi vì khi mà đã ra ngoài biển khơi giữa muôn trùng sóng nước, bốn bề đều là nước, đều là biển cả, thì chúng ta sẽ không biết chính xác là cái chính xác đâu là hướng nào nếu như không có la bàn. Thì một số người thì nói rằng là tôi có thể nhìn mặt trời, tôi có thể dựa vào mặt trời, mặt trăng và các vì sao để tôi xác định cái hướng. Nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy những các cái yếu tố trên, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy là mặt trời, mặt trăng hoặc là các vì sao. Bởi vì sao? Ví dụ như là trời mưa bão hoặc là trời tối đi, mưa bão liên tục, mây mù kéo đến, sương mù che phủ, thì không thể nhìn thấy mặt trời. Chính vì vậy là cái việc xác định hướng dựa theo các cái hành tinh như hệ mặt trời, các vì sao, hệ mặt trăng trở nên vô cùng khó khăn. Chính vì vậy thì cái la bàn này sẽ rất là hữu ích giúp người đi biển để xác định hướng đi ra khơi, hướng đi đánh bắt cá và hướng để quay trở lại đất liền. Một ví dụ khác nữa là các cái nhà khảo sát địa chất, những nhà thám hiểm hoặc là những người mà đi du lịch tham quan những các cái khu rừng rậm mà ít người biết tới chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ căn cứ theo bản đồ và cái la bàn để xác định hướng. Mình ví dụ giả sử như là cái lối ra ở cánh cửa rừng là hướng tây chẳng hạn, còn ba bề xung quanh còn lại là núi, thì khi mà mình đi tham quan thám hiểm một hồi thì mình sẽ phải tìm ra, mình bị lạc trong một cái khu rừng thì mình phải tìm hướng ra. Vậy thì đi hướng nào? Thì nếu như mà đây cũng không có đường mòn, không có bất cứ những các cái làm dấu để mà quý vị biết được cái lối ra chẳng hạn, hoặc là giả sử như là quý vị bị lạc vào một cái địa điểm đấy, thì nếu như trong tay có cái la bàn này và có bản đồ hoặc là có cái sự biết trước là mình sẽ cái hướng nào là hướng thoát hiểm, thoát nạn, thì chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng cái la bàn này để mà tìm ra được cái hướng đi chính xác cho mình. Ngoài ra ngày nay thì trong phong thủy, trong thiết kế kiến trúc và xây dựng nội thất thì người ta cũng đặc biệt quan tâm tới cái việc xác định hướng. Người ta thường nói là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Thì tại sao lại làm nhà hướng nam? Đó. Thì quý vị cũng thấy là thông thường là nếu mà ở miền Bắc thì mùa hướng nam thì là mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm. Đó là đúng cho miền Bắc. Còn các cái vùng miền khác thì nó cũng chưa thực sự là đúng, chưa thực sự là chính xác hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà như ở miền Bắc thì các cụ ta hay có câu là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam, thì hướng nam ở ngoài Bắc thì mùa đông là mát vì nó tránh được gió mùa đông bắc, còn mùa hè thì nó có gió nam, gió nồm thổi vào thì rất là mát. Và ngoài ra thì nó hướng nam thì nó sẽ tránh được cái, nó nằm giữa hướng đông và hướng tây, nên là tránh được cái hướng mặt trời mọc và mặt trời lặn. Thì khi mặt trời mọc và mặt trời lặn thì ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp vào thế ngôi nhà của chúng ta, thì chính vì vậy là nó cũng sẽ thoáng mát. Ngoài ra là khi những người mà người chết ấy, người mà sang thế giới bên kia thì cũng phải căn cứ vào cái la bàn này để xác định cái hướng mộ, cái hướng chôn cất sao cho nó tốt, người ta gọi là mồ yên mả đẹp đó, để mà không có, để mà gọi là khi các cụ sang thế giới bên kia thì sẽ phù hộ độ trì cho con cháu và các cụ sẽ có một cái hướng thật là tốt. Đó chính là những các cái
công dụng, những cái lợi ích mà cái la bàn này giúp cho quý vị xác định được những các cái hướng tốt, tìm được các cái hướng tốt cho mình. Thế ngoài ra thì hiện nay một số văn phòng hoặc là một số công sở đấy, người ta cũng rất là quan tâm tới cái việc dùng la bàn này để xác định cái vị trí ngồi, cái hướng ngồi của hướng ngồi làm việc, ví dụ của giám đốc, của thủ quỹ, của kế toán đó, thì nên ngồi về những các cái hướng nào là tốt và hướng nào là nên tránh, rồi dùng cái la bàn này để người ta sẽ chia ra những các cái xác định được các cái cung nào tốt và cung nào không tốt, cung nào thì nên là bố trí cửa, cung nào thì nên để vào, cung nào thì nên bố trí nhà vệ sinh chẳng hạn. Thì thông thường những các cái nhà vệ sinh thì nó là những mình phải nên bố trí vào những các cái cung xấu và hướng về hướng tốt, thì người ta gọi là tọa hung và hướng cát. Rồi hướng giường ngủ, hướng nằm cũng là cần thiết phải sử dụng đến chiếc la bàn này. Chính vì vậy là hôm nay mình sẽ tập trung đi sâu vào hướng dẫn các bạn cách sử dụng la bàn. Còn những cái yếu tố mà mình vừa nói ở trên là tuổi nào hợp với hướng gì, hoặc là nên làm nhà làm cửa thì chọn nhà vệ sinh ở hướng nào, rồi vị trí nào, thì cái đó là thuộc về cái phong thủy chuyên sâu mà mình sẽ hướng dẫn ở những cái lần kế tiếp. Còn hôm nay thì mình chỉ tập trung vào hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng la bàn để định hướng. Xin mến chào quý vị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây đang là một chiếc la bàn. Chiếc la bàn này là la bàn quân sự, và mình sẽ quay cận cảnh để giới thiệu cho quý vị biết về cái thành phần cấu tạo của những các cái la bàn này. Thì đây là cái mặt sau của la bàn đây. Thì đây nó gồm những các cái thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, và đây nó có một cái lỗ này để chúng ta bắt vít vào và dựng nó trên những các cắm vào các cái chân đế máy ảnh. Đây chúng có vít để bắt gen này. Đây là phía mặt sau của nó. Và nó còn có một cái dây này. Cái dây này để quý vị có thể đeo vào cổ hoặc là đeo vào tay chẳng hạn. Đây cái dây dù để đeo. Thì cái cạnh phía bên một cái cạnh của nó thì nó có cái đơn vị đo là cm. 1, 2, 3, 4, 5 đó, để quý vị có thể đo được. Ví dụ như khi chúng ta xem cái tỷ lệ ở trên bản đồ chẳng hạn, thì quý vị có thể dùng cái đơn vị cm để đo, hoặc là cái đơn vị là inch. Đây cái cạnh bên cạnh, ví dụ như có những các cái bản đồ thì nó có cái đơn vị là inch, thì chúng ta cũng có thể dùng để chúng ta biết được cái tỷ lệ để xác định cái quãng đường. Thế và một cái cạnh nữa của la bàn thì nó có cái ống kính này. Ống kính này là cái ống kính để ngắm cái độ số đấy. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái độ số này, chúng ta có thể nhìn qua cái khe ngắm này đây. Ví dụ như quý vị nhìn thấy cái số đây. Đây mình sẽ chỉnh cho nó chuẩn chút xíu. Ví dụ như đây là quý vị có thể nhìn thấy số lúc này là 310 phải không ạ? Đúng rồi đó. Đó. Mình quay ra đây thì ví dụ như đây là 320 này. Cái này là cái khe ngắm, thì mình có thể chỉnh cái kính này để lấy nét quý vị ạ. Giờ mình sẽ mở cái la bàn ra nhá. Thì khi chúng ta mở cái la bàn ra thì quý vị thấy là cái phần nắp của nó đấy, nó có cái bạch đen này, giống đây nó gọi là cái thước ngắm. Thước ngắm này giống như là mấy xạ thủ mà bắn súng bắn tỉa đấy, nó hay có ở cái đầu súng đấy, đấy để ngắm qua đây này. Và nó có chia từng các vạch chia độ này. Nếu mà ai mà là bộ đội rồi, hoặc là đã từng mà sử dụng súng mà súng ngắm, đặc biệt là súng bắn tỉa nhé, thì quý vị sẽ thấy là
cái này rất là quick. Thì cái thước ngắm này dùng để ngắm ở xa. Còn trên cái mặt la bàn này thì quý vị sẽ thấy, để ý giúp mình mấy thứ này. Thứ nhất là quý vị có nhìn thấy cái giọt nước này không ạ? Đây, cái vòng tròn đỏ này và cái vòng tròn ở phía trong này. Đó, thì khi mà sử dụng thì chúng ta muốn lấy cân bằng thì chúng ta phải chỉnh hai cái vòng này cho nó trùng nhau. Tức là đây là đặt cho nó cân bằng thì tự động trên một mặt phẳng đó, thì hai cái vòng tròn này nó phải đồng tâm với nhau. Đó, như thế. Đó, như vậy. Nó đồng tâm với nhau thì là cái la bàn nó ở cái vị trí thăng bằng và cái kim lúc này nó sẽ chỉ một cách chính xác nhất. Còn nếu mà nó nghiêng, nó lệch như này, đây, nó lệch như này thì nó chỉ sẽ không chính xác. Nên lưu ý là khi mà trước khi đo thì chúng ta phải đặt cái la bàn sao cho nó thật cân, thật chuẩn. Và một cái nữa là quý vị có thể đặt cái la bàn ở trên lòng bàn tay, hoặc là một miếng gỗ, hoặc là cái ghế nhựa, hoặc là một miếng bìa giấy gì đấy, để sao cho nó không có gần các cái vật bằng kim loại, rồi không gần các cái vật, các cái thiết bị điện, để tránh cái từ trường nó ảnh hưởng tới cái việc mình việc, tức là nó ảnh hưởng tới cái kim của cái la bàn, nó bị nhiễu từ thì nó chỉ sẽ không chính xác. Thế bây giờ chúng ta đi vào cái mặt của la bàn đây, thì chúng ta sẽ để ý thấy là trên cái la bàn này là một cái la bàn rất là tốt nhé. Trên la bàn này thì các bạn nhìn thấy này, thứ nhất là nó có một cái trục ở giữa đây này, đó, cái trục để nó giữ cho toàn bộ cái kim này này là nó được ở cái trạng thái là thăng bằng. Và lúc nào cái kim này thì ảnh hưởng bởi cái từ trường của trái đất thì nó cũng chỉ theo cái hướng là bắc nam. Cái mũi tên này là chỉ là hướng bắc này, chữ S sao là hướng nam này, W là hướng tây, còn E là hướng đông. E là hướng đông thì nhiều khi người ta gọi là kim chỉ nam hay kim chỉ bắc, mà chính vì vậy, bởi vì dưới cái tác động của từ trường của trái đất ấy, thì cái kim này lúc nào nó cũng luôn theo một cái trục bắc nam, và người ta đánh dấu cái phần mũi tên này là hướng bắc này, chữ S là hướng nam. Đấy, thì trên đấy là về phần cái kim. Thế còn trong, quý vị sẽ để ý là nó thấy có hai cái vòng, ví dụ cái vòng ngoài ở phía trên mặt này và cái vòng trong, thì nó đều được đánh số là từ 0 tới 360 độ. Cái vòng ngoài thì cũng như thế, vòng ngoài thì họ cũng đánh số là họ chia ra làm thang đo là mỗi một cái gạch, cái dấu gạch này là 10 độ, 0, 1, 2, à đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đấy, đấy đến 90 đấy, là tương ứng 90 độ. Và cái dấu chấm này nó cứ chia là 5 độ 1. Thì trên cái mặt la bàn này quý vị sẽ để ý thấy có cái vạch màu đỏ đấy nhé. Cái vạch màu đỏ này là để đánh dấu cái vòng tròn lại để chúng ta đọc cái độ số. Đó, đánh dấu cái vòng tròn lại để chúng ta đọc cái độ số. Còn một cái nữa, tính năng nữa là cái la bàn này thì nó có dạ quang và nó phát sáng ở trong bóng tối. Nên lát nữa thì mình sẽ quay cái la bàn này ở trong một cái phòng rất là tối để cho quý vị có thể nhìn thấy rõ, và quý vị sẽ biết được là cái công dụng thêm của nó ở trong cái phòng tối. Thì lưu ý là quý vị khi mà đo là nhớ là phải chỉnh cái vạch này, nhớ phải đặt cái hai cái vòng tròn này nó đồng tâm với nhau nhé, thì nó mới chính xác. Nó phải đồng tâm như vậy nó mới chính xác vậy nhá. Đây, mình vào trong phòng tối. Đã, quý vị có thể thấy là khi mà mình vào trong cái phòng tối này thì cái la bàn này nó vẫn phát sáng lên, nhìn chúng ta đấy, chúng ta cũng vẫn có thể quan sát được đấy, toàn bộ cái vòng tròn này, rồi cái kim này, cái phần mũi tên đây, đấy, cái kim mũi tên chỉ đây, là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng, đúng không? Đây nhá. Đấy, thì đấy chính vì thế mà tại sao mình mới nói là quý vị và các bạn nên sử dụng những các cái la bàn mà nó chất lượng như vậy. Nó có rất nhiều là cái tiện ích, rất nhiều tiện ích quý vị ạ. Ngoài ra một số các cái la bàn khác mà đắt tiền nữa, nó còn đo được mặt phẳng nghiêng, đo được hướng gió và đo được độ ẩm. Đấy, những cái la bàn đấy thì còn dữ dằn nữa cơ.
À, nhưng mà đây thì cái la bàn này thì cũng xài là cũng là ác rồi. À, mến chào quý vị và các bạn. À, trước mắt chúng ta đây là đang là chiếc la bàn vừa nãy này. Bây giờ mình đã gắn cho nó cái chân để nó có thể đứng một cách độc lập, đứng yên ở cái vị trí độc lập và không không phải cầm trên lòng bàn tay hoặc là cũng không đặt dưới mặt đất. Bởi vì nếu như quý vị đặt trên cái lòng bàn tay thì nó cũng có cái độ rung và nó cũng không thực sự chính xác. Còn nếu như chúng ta đặt ở dưới mặt đất thì có thể ở dưới sắt thép hoặc các cái vật khác, nó sẽ tạo ra cái từ trường và nó gây nhiễu cái kim, dẫn đến là nó việc chỉ không chính xác. Thì quý vị để ý này, trên cái mặt la bàn đây này, để mà xác định thăng bằng, chúng ta nhìn vào cái đây, nhìn vào cái điểm này, cái đây là nó là cái, chính là cái thước để thăng bằng. Thì nó có một cái vòng tròn màu đỏ và một cái vòng tròn màu đen. Đây, đây mình thấy, các bạn thấy chưa, mình nghiêng cái la bàn đi một cái là có cái vòng tròn đen, là chính là cái giọt nước này này, nó đã bị lệch khỏi tâm rồi. Nên là khi mà quý vị đặt thì quý vị chỉnh sao cho cái vòng tròn đỏ và vòng tròn đen này nó trùng nhau. Nó trùng nhau thì như vậy nó mới đảm bảo là cái la bàn của chúng ta đặt ở cái vị trí là cân bằng. Và trên cái la bàn này thì chúng ta khi mà đo thì các bạn sẽ để cái la bàn này này, nó một cái cạnh của la bàn này này, nó song song với cái cạnh của ngôi nhà, hoặc là nó vuông góc với cái cửa chính của chúng ta chẳng hạn. Thì còn trên cái mặt, trên mặt của la bàn này, quý vị để ý cái số cái vạch màu đỏ này đúng không? Đây là cái điểm này, vạch màu đỏ này, để người ta đánh dấu cái la bàn này. Đánh dấu vì cả một cái vòng tròn 360 độ thì có một cái điểm để đánh dấu để xem là chúng ta đọc cái độ số cho nó chính xác. Hoặc một cái công dụng nữa của cái chiếc la bàn này này, là ví dụ như quý vị cũng có thể là để theo cái cách là quý vị đặt nó cái mũi, muốn đo cái hướng nào ấy, thì trước tiên là cái mũi tên này này là quý vị hướng hướng ra ngoài. Đấy, ví dụ muốn hướng ra ngoài và cái cạnh thẳng từ phía sau này qua phía trước này đó, tức là đây là hướng ra phía trước này, quý vị nhìn này đó. Đấy, quý vị sẽ đặt nó như vậy. Và cái cạnh của ngôi nhà nó sẽ song song với cái trục thẳng này, từ phía sau ra phía đằng trước này, đấy, hình tam giác. Hoặc là nó vuông góc với cái hai cái đường chỉ kẻ ngang này. Thì đây là có hai cách, tức là có rất nhiều cách để quý vị xác định. Mục đích là nó có nhiều các cái cách như vậy để chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đặt cái la bàn như vậy là nó đã chính xác hay chưa. Đó, thì như vậy là mình nhắc lại này, là cái cạnh la bàn này là nó vuông góc với một cái cạnh của ngôi nhà, hoặc là cái hai cái đường thẳng song song phía trước mặt này này, nó vuông góc với cái cạnh của ngôi nhà, và hướng thì là từ phía đây, cái phía chỉ thẳng này ra cái phía mũi tên hình tam giác, và hướng thì chính là cái phần nhọn của cái mũi tên hình tam giác hướng ra ngoài này. Đấy, đó là khi là chúng ta xác định hướng. Thì khi mà nó đã, cái la bàn này nó đã ở vị trí cân bằng rồi, thì quý vị có thể đọc độ số như sau. Một là chúng ta có thể nhìn thẳng xuống đây để chúng ta đọc độ số. Nhưng mà với cái la bàn này thì nó có nhiều các cái ưu điểm nổi trội, nên là mình sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một cái cách này thì quý vị các bạn có thể xem nó dễ hơn. Mà chỉ cái la bàn này nó mới có thôi nhá. Còn những các cái la bàn khác thì nó không có đâu. Nó không có đâu. Cái la bàn nào xịn thì nó mới có. Thì cái cách làm là đây này, chúng ta xoay cái vòng tròn này sao cho cái mũi tên hình tam giác này này nó trùng với cả cái kim màu xanh, trùng với cả cái kim màu xanh phía bên trong này. Quý vị nhìn này, đây là chưa trùng đúng không? Đây, quý vị sao cho cái góc máy quay thật đài như thế này là trùng rồi đúng chưa? Đó, như này là trùng. Thì như vậy là chúng ta đọc độ số ở đây, hiện đây cái nhà này đang là 220 độ, 180 này,
180 đây đúng không, 270 đây, hoặc là đọc số ngoài là 18 đây, 27 đây, đúng chưa? Đây là 220 độ, 220 độ. Thì đây nó nằm giữa chữ S và chữ W. W là hướng Tây, S là hướng Nam, và cái nhà này là hướng Tây Nam. Còn độ của nó là 220 độ. Thì đây, quý vị nhìn cái vạch đỏ ở số 22 này, quý vị có thể nhìn thấy. Hoặc là quý vị có thể nhìn cái vòng tròn ở phía trong này này, 210 này. Đây là 200, cạnh cái vạch 210 này là 220. Đó, thì đây là nó là 220 độ nhé. Còn một cái cách kiểm tra nữa này, mà chỉ cái la bàn này nó mới có thì quý vị nhé. Đây, mình chỉnh lại cho nó chuẩn một chút xíu. Đây, cái vạch này lúc nào nó cũng phải đồng tâm nhé. Đây, cái giọt nước này này, lúc nào nó cũng phải đồng tâm. Nếu mà nó không đồng tâm thì cái nó trả cho cái kết quả là nó sẽ không thực sự chính xác đâu. Đấy, mình chỉ cần tác động nhẹ một chút xíu, do là mình vừa quay và vừa hướng dẫn nên là nó mình cứ tác động vào nên là không chỉnh. Đấy, bây giờ nó đã đồng tâm rồi nhá. Thì đây, quý vị có thể nhìn này, quý vị có thể nhìn qua cái khe này này, khe ngắm này. Đây, quý vị nhìn thấy chưa? Cái số 220 đó, quý vị nhìn rõ chưa? Đó, 220 độ. Tức là chúng ta có, vậy là chúng ta có 3 cách kiểm tra. Một là nhìn qua cái khe ngắm, đây là 220 độ này. Đó, thường là mấy anh quân sự là anh hay dùng cái cách này để anh ngắm này. Đó, hai là chúng ta nhìn ở trên mặt cái la bàn. Mặt la bàn thì chúng ta có thể nhìn cái vòng tròn ngoài phía đằng trước, đây số 22 là 220 độ đây. Hoặc cái vòng tròn phía bên trong này này, thẳng ở dưới đây, cạnh chữ 210 là 220 này. Đó, thì đấy là cái độ số của cái la bàn. Và cái hướng nhà, cái hướng của cái ngôi nhà này ở đây là 220 độ. Và hướng, người ta sẽ gọi cái hướng này là hướng Tây Nam. Nhìn đây, chữ W ở Tây đây, chữ S sao là Nam, hướng Tây Nam. Đó, thì tương tự cho các cái phần đo khác. Đó, bây giờ thì quý vị đã hiểu về cái cách đo chưa? Và một điều mình lưu ý quý vị rằng là lúc nào cái la bàn cũng phải ở vị trí thăng bằng. Quý vị chỉnh thế nào thì chỉnh, nhưng mà lúc nào cũng có thể cũng phải ở cái vị trí là thăng bằng. Nếu mà cái vị trí này nó không thăng bằng, có nghĩa là nó đang bị lệch. Và nó lệch thì nó sẽ cho cái kết quả đo là nó không chính xác. Nếu mà chỉ xác định hướng đơn giản thôi thì không sao. Nhưng mà nếu như mà sau này mà quý vị sử dụng la kinh ấy, thì chỉ cần lệch la kinh thì nó chia rất là kỹ. Mỗi một độ là một vạch, một chấm. Nên là chỉ cần sai một vạch, một độ thôi thì nó sẽ sang một cái cung khác rồi. Đó. Còn cái la bàn này nếu mà chỉ xác định hướng thì chỉ dừng lại ở cái mức độ như vậy. Và cái la bàn này là rất là chính xác nhé quý vị. Nếu mà quý vị mà làm về phong thủy thì xác định hướng thì cũng nên sắm một cái la bàn thật là chính xác. Cái la bàn này nó cũng không rẻ đâu các quý vị. Đó. Những các cái la bàn thông thường ở trên thị trường ấy, thì nó không xịn như thế này đâu. Nói chung là nó không thể có nhiều các cái tính năng như mình giới thiệu đâu. Cái mặt la bàn này này quý vị này, nó còn được tráng dạ quang nữa cơ. Và cái kim ở dạ quang thì quý vị có thể thấy là nó sẽ phát sáng được ở trong bóng tối, khi mà nó rất là tiện lợi khi mà chúng ta đi đến những các cái nơi mà ví dụ như lạc vào trong rừng chẳng hạn, mà bây giờ không có điện, không có đèn pin, không có ánh sáng, thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ nổi toàn bộ cái vòng, các cái số chữ này và cái kim này này. Thì tí nữa mình sẽ vào trong một cái phòng thật là tối để mình giới thiệu cho quý vị và các bạn biết thêm về cái tính năng của cái la bàn này. Nói chung cái la bàn này rất là lợi hại nhé, rất là chính xác và lợi hại, thật là đáng đồng tiền quý vị. Nên là nếu không chơi thì thôi, còn quan điểm của mình nếu chơi thì phải chơi đồ thật tốt, thật xịn thì nó sẽ cho cái kết quả nó thực sự là chính xác. Bởi vì là cái dụng cụ đo mà không chính xác thì vực lắm. Vậy nhá.
Nếu mà quý vị nào còn có cái câu hỏi nào khác liên quan thì cứ liên hệ điện thoại với mình sẽ hướng dẫn thêm hoặc là mình sẽ trả lời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà quý vị thấy mà cái video này mà hữu ích thì hãy bấm nút subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thì khi đó thì nếu mà có những các cái thông tin nào mới nhất thì quý vị sẽ là người được cập nhật đầu tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin thân ái kính chào quý vị.